Xin chào mọi người đang xem kênh của mẹ chồng Tiên nha. Hôm nay là ngày của bố mẹ nên vợ chồng mình dẫn bố mẹ đi ăn lươn biển nướng. Thì giờ tới nơi rồi, cả nhà xuống xe đi vô nè. Ở đây là biển mọi người, mặt biển. Người ta có làm một cái cầu với lại người ta bật đèn lên cho mình đi dạo khi ăn uống xong á. Thằng kia kiện họ chút xíu nữa, có rảnh đi rảnh quay cho mọi người xem nha. Đây là biển nè. Rồi xong, bây giờ mình đi vô ăn lươn biển nướng nha mọi người. Ở nhà của Tiên làm gì trẻ ra mọi người đi nơi gì, không có người nào đi chung với người nào hết chứ. Cái này là đông lắm nè, tại vì người ta cũng dẫn bố mẹ đi ăn á, ngày tụ họp gia đình mà. Ở khu này là quán ăn không mà mọi người, thịt nướng, tôm nướng, cưa lươn nướng, đủ thứ nướng hết trơn á, đồ biển không à. Giờ vô tới quán ăn rồi nè mọi người, chút xíu nữa là không có chỗ luôn, rất là đông. Người ta cho mình tỏi tươi chấm với đậu tương, tương ớt, dầu. Dầu đây là dầu dưa pha với muối mè đó. Mỗi người có một chén tương ớt riêng và hành sống người ta trộn với lại giống như là nước sốt vậy đó mọi người. Ở đây là gừng. Cái lá gì hôm bữa Tiên nói, lá gì ta? Giống lá đinh lăng hay là lá gì ta? Không phải đinh lăng, kêu bằng cái gì nè. Với lại hành mình bỏ vào trong tương ớt mình trộn. Đây. Đây là sashimi lươn biển nha mọi người. Ta cho mình dĩa nhỏ nhỏ nè. Đủ anh Ba Đông với mẹ chồng Tiên ăn. Theo không? Đông không? Quán đông lắm mọi người. Hài vô nó dính với ông nội nó như Sam vậy đó. Mẹ của Tiên đang gói lươn. Như vừa mồi hả? À đây là canh kim chi. Kim chi ta làm giống như là chua chua, nước canh chua chua vậy đó mọi người. Ăn kèm thịt đồ này kia cho đỡ ngán. Ở đây được mấy lát bạch tuộc mỏng dánh nè. Cho họ dân kim chi. Bây giờ lươn biển nướng đã ra nè mọi người. Đáng ra là mình vừa nướng vừa ăn, nhưng mà tại vì hôm nay quán đông quá không còn lò nướng, cho nên người ta sẽ nướng sẵn cho mình luôn. Mình chỉ việc ăn thôi cũng đỡ. Vậy đi cho nó khỏe. Ông muốn đi mày tôi xe không? Ăn nhiều nhiều đi mẹ, nay ngày của mẹ mà. Hà vui, nó không có chịu ai hết trơn á. Dính với ông nội nè. Ôm sầm nha. Mấy đứa này vô mà quán ăn mà nó chạy nhảy lung tung, nó la là Tiên dữ lắm. Tiên la nó dữ lắm. Bởi vậy nó còn im gu à. Thằng thầy hô bây giờ đỡ rồi. Ngồi coi điện thoại, sợ nó buồn cho nó coi điện thoại, chứ không coi nó cũng ngồi yên nữa. Nó mà đi là Tiên dối cho nó bạc tay liền. Cái này là cái gì?
Bữa nay cả nhà Tiên ăn rất là ngon luôn. Thấy mẹ Tiên với chồng Tiên ăn liệm liệm. Còn Tiên thì nãy uống ly cà phê vô no mọi người. Với lại nhìn mọi người ăn ngon mình cũng ngon à. Cho nên là không cần ăn mình cũng thấy vui nữa. Mẹ Tiên gói cho ba ăn nhấp nhấp như cá vậy, hay là tại tay ngắn quá đưa không tới. Ồ gật hà vô nó bắt chước ông nội nó gật gật. Trời đất ơi trời, mẹ Tiên kêu mẹ em gói cho tao ăn hả, cái đưa cọng lá. Có thằng trai bao giờ xứng đáng thiệt. Bởi Tiên nói thằng anh Ba Đông cục mịch đâu sai đâu. Trời ơi cái quán này á mọi người, một người ăn là 12.000 won, tầm khoảng 10 đô là ăn thả ga luôn nha. Nãy ông chủ mới ra nói là mình ăn á, chừng nào sắp hết là nói sẵn đi, để ta nướng chồng ta đưa cho ăn nữa. Ăn chừng nào mà chàng bắn họng thì thôi đó, chứ không có tính tiền thêm nữa. Người 12.000 là ăn là tới no thôi đó, kêu bằng là lương nướng buffet. Ăn đã luôn. Ai mà thánh ăn vô đây ăn chắc lỗ luôn, chủ quán ta lỗ luôn. Đó, đây, thấy chưa? Ngon không mọi người? Tư xe. Bộ no á, gì thở dữ vậy? Bé bút là xe á? Hả? Bờ sắc vậy? I can't say này à. À, bên em. Ồ. Hà vô nó hứng mỏ cho ông nội nữa. Uê, hà nó bây giờ ít tắt ở chỗ đâu rồi. Hà vô nè. Miệng. Miệng đâu? Hà vô nè, mắt đâu? Mắt. 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 Nó chỉ mắt đó. Mũi đâu? Mũi đâu? Hà vô mũi đâu? À vô nó để cái đầu giống như ngu Mai Dương. Rồi ăn xong rồi nè mọi người. No quá trời no luôn.
kêu 3-4 lần đồ nướng luôn á. Này mọi người, lương nè, lương người ta gọng trong bể sống nhăn gì luôn, người ta đem nướng cho mình ăn nè mọi người. Nhưng mà Tiên tưởng đâu là lương trong đá. Mọi người ơi, rất là nhiều luôn. Ba nó thằng quăng ở trong đó cho mấy người lương ghĩa luôn nè mọi người. À, chắc khoảng 2 bể 3 bể gì đó, bên đây không có nè. Trời ơi trời, lương nó ngỏng đầu nè. Nước nó chảy liên tục luôn nè mọi người, thấy uổng sợ vậy. Mà mình phải ấy nước như vậy nè thì lương nó mới không chết được. Trời, nó chảy thì uổng không mọi người, chắc tiền nước đóng khùng luôn. Rồi hôm nay là ăn rất là ngon luôn. Cả nhà mình đang đi về nha mọi người. Đó, gần nhà thôi, đi xe chừng 5 phút là tới hả. Anh Ba Đông với ba Tiên ngồi đằng trước. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Sazen TV. Hôm nay một ngày rất là vui thôi, ăn ngon ha. Dẫn ba mẹ đi ăn. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Happy morning. Bye bye. Bye bye.